Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 10 bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên kịch bản trèo và tuồng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của văn bản Suý Vân giả dại trích trèo Kim Nham để tìm hiểu xem khi đi tìm hiểu về tâm trạng của súy vân chúng ta sẽ tìm hiểu qua từng lời hát để xem trong mỗi lời hát thì nàng lại bộc lộ những tâm trạng khác nhau nào đầu tiên đó là trong điệu hát con gà rừng trong điệu hát con gà rừng nàng đã hát những câu như con gà rừng con gà rừng ăn lẫn với công đắng cay chẳng có chịu được ức mà để láng giềng ai hay láng giềng ai hay ức bởi xuân huyên Gà rừng và công là hai con vật khác nhau. Một con thì giản dị và dân dã, một con lại đẹp đẽ, kiêu sa. Nên nếu để hai con vật này lẫn lộn với nhau, ắt sẽ tạo ra sự vô duyên, kỳ quặc, khó chấp nhận, khó tương xứng. Bởi thế, khi dùng hình ảnh ẩn dụ này, thì Suy Vân muốn bày tỏ điều gì? Rất chính xác, qua hình ảnh con gà rừng ăn lẫn với công, Suy Vân muốn bày tỏ sự không hòa hợp, không tương đồng giữa Suy Vân với gia đình Kim Nham. Cái sự không hòa hợp không tương đồng này khiến cho nàng luôn cảm thấy lạc lõng và đơn độc, không thể hòa nhập khi sống cùng gia đình chồng, và điều này đã khiến cho nàng vô cùng đau khổ và buồn tủi. Khi mà cuộc sống thiếu đi sự thấu hiểu, sẻ chia và quan tâm, thì chắc hẳn cuộc sống đó không thể nào có được niềm vui đúng không các em một cuộc sống hôn nhân khi mà người chồng luôn mải mê đến công danh và bỏ quên người vợ lại sống không được hòa hợp với gia đình nhà chồng thì chắc hẳn đó chính là một cuộc hôn nhân bất hạnh và đầy nước mắt ở những câu sau của điệu hát con gà rừng súy vân lại tiếp tục bày tỏ nỗi đau khổ của nàng khi không được ai thấu hiểu và chia sẻ láng giềng ai hay ức bởi xuân huyên hàng xóm láng giềng không ai biết đến thậm chí ba mẹ xuân huyên cũng không hề hiểu cho nàng nàng không những không nhận được sự quan tâm của chồng của gia đình chồng mà tất cả mọi người xung quanh đều không ai hiểu cho nàng thậm chí nàng phải thốt lên ức bởi xuân huyên vì cha mẹ chính là người đã đẩy nàng vào cuộc sống bế tắc và đau khổ này nhưng giờ cũng không thể chia sẻ hay thấu hiểu cho nàng, chỉ có một mình suy Vân cứ tủi cực và đắng cay giữa những nỗi đau trong cuộc sống của mình. Nỗi đau ấy đã được nàng trực tiếp bộc lộ qua những từ như là đắng cay và từ ức, từ ức được nhắc đến hai lần, càng bộc lộ rõ nét và sâu sắc hơn nỗi uất ức khổ đau không thể giải bày trong tâm hồn Súy Vân. Qua điệu hát Con gà rừng, suý vân không chỉ bộc lộ những nỗi đau khổ bất ức mà nàng còn thổ lộ về ước mơ của mình qua những câu như chờ cho bông lúa chín vàng, để anh đi gặt, để nàng mang cơm. Vậy qua câu này thì các em hãy cho cô biết suý vân đã thể hiện ước mơ của mình về một cuộc sống gia đình như thế nào. Rất chính xác! qua câu hát này nàng thổ lộ ước mơ về một cuộc sống rất giản dị khi mà hai vợ chồng cùng nhau cày cấy làm nông anh đi gặt nàng mang cơm ước mơ của nàng thật bình dị và chính đáng nàng không hề mơ ước cao xa tiền bạc của cải hay gấm vóc lụa là mà nàng chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản và bình dị như bao người khác Nàng sẽ có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc nếu như người đó không phải là Kim Nham, bởi Kim Nham lại là một chàng thư sinh, hoàn toàn trái ngược với mong ước bình dị của nàng. Sự mâu thuẫn giữa ước mơ, lý tưởng của hai vợ chồng đã góp phần đẩy Suy Vân đến bi kịch khi về làm dâu nhà kim nham suy vân chắc hẳn vô cùng thất vọng trước ước mơ gia đình hạnh phúc trồng cây vợ cấy anh đi gặt em ăn cơm với thực tại chồng thì mải mê đèn sách và thi cử bỏ mặc nàng trong nỗi cô đơn một mình thân đàn bà đảm đương những gánh nặng của gia đình thế nên trong ước mơ này của nàng cũng kín đáo bộc lộ sự thất vọng thất vọng trước sự mâu thuẫn giữa ước mơ với thực tại như vậy duyên phận và sự sắp đặt của gia đình đã ràng buộc họ với nhau nhưng khát vọng của họ không gặp nhau lời hát bông bông dắt bông bông díu xa xa lắc xa xa líu điệp lại trong lời hát của súy vân là nhằm tô đậm và lột tả trạng thái tâm lý đó không chỉ bộc lộ những cảm xúc tâm trạng và suy nghĩ của mình kín đáo qua điệu hát con gà rừng mà thúy vân còn trực tiếp thể hiện qua những lời than. Trong những lời than này, nàng đã than rằng: "Than ôi, tôi thương nhân ngãi, tôi nhớ nhân tình, đêm năm canh tôi thức cả vừa năm, than rằng nhân ngãi cựu tình tôi đâu." qua câu hát này thì xúy vân trực tiếp bộc lộ tình cảm và nỗi nhớ thương dành cho nhân tình có thể thấy nàng luôn khao khát được yêu thương. Với một người phụ nữ luôn khao khát yêu thương mà lại sống trong một hoàn cảnh ghẻ lạnh và mâu thuẫn giữa ước mơ với chồng như thế, thì những lời ngon ngọt của Trần Phương đã cho Suý Vân cảm giác được tôn trọng, nâng niu và quan tâm. Đây cũng có thể coi là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Trần Phương bộc lộ lời yêu với Suý Vân, khiến nàng như thấy được tương lai của cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu, chứ không phải do gia đình sắp đặt nữa. Việc làm của nàng thì có phần nhẹ dạ, nhưng nó là hành động của người phụ nữ, biết nắm bắt cơ hội để có cuộc sống hạnh phúc. Lúc này thì nàng không hề hay biết về con người thật của Trần Phương. Sau khi cất lời than nhớ người mình yêu, thì Suý Vân tiếp tục than về hoàn cảnh hiện tại của mình. Con cá rô nằm vũng chân trâu để cho năm bảy cần câu trâu vào. Vũng chân trâu là một không gian hẹp, nông, con cá không thể nào cảm thấy dễ chịu và được thỏa sức tung hành như khi ở sông hồ không chỉ thế con cá này còn bị năm bảy cái cần câu trâu vào mà cần câu với con cá là một thứ xấu xa khiến cho cuộc sống của con cá có thể bị nguy hại vậy qua hình ảnh này khi ví hoàn cảnh của mình như con cá rô thì suy vân muốn bộc lộ muốn bày tỏ điều gì qua hình ảnh con cá rô nằm vũng chân trâu thì Suy Vân bày tỏ sự bất lực, uất ức trước tình cảnh bế tắc, tù đọng đầy bất chắc và đồng thời phản ánh sức nặng của áp lực từ nhiều phía, thậm chí một trong những áp lực ấy chính là từ khát vọng hạnh phúc của mình đang đè nặng tâm trạng Suy Vân. Chính vì thế, nàng càng khao khát muốn tìm cách giải thoát cho bản thân mình và cách giải thoát mà nàng chọn chính là chấp nhận đi theo tình yêu của mình mặc cho điều đó có trái với đạo làm vợ. Sau khi than thì Suý Vân hát những câu hát ngược. Một đàn các cô con gái lội sông té bèo, chuột đậu cành rào mũi ấp cánh rơi, ông bụt kia bẻ cổ con nai, cái trứng gà mà tha con quạ lên ngồi trên cây, ở trong đình có cái khua cái nhôi, ở trong cái nón có cái kèo, cái cột, vân vân vậy các em hãy cho cô biết những cái lời hát ngược này có nội dung là gì rất chính xác những lời hát ngược này nói về nhiều đối tượng sự vật giữa chúng không có mối liên hệ gì với nhau và mọi sự đã được nhân vật nhìn theo một logic ngược phải đảo lại hoàn toàn thì mới đúng với ghi nhận của tri giác thông thường vậy không phải tự nhiên mà súy vân lại cất lên những lời hát ngược này vậy các em hãy suy nghĩ móc nối giữa đoạn hát ngược này với nhan đề và hoàn cảnh của súy vân và cho cô biết những lời hát ngược này có ý nghĩa như thế nào và nhằm thể hiện điều gì rất chính xác nó nhằm thể hiện sự vào vai điên dạng của súy vân Thể hiện rằng đầu óc của nàng đang không tỉnh táo, cho nên nhìn nhận và nhận thức mọi sự xung quanh đều rất không bình thường, không giống với logic thông thường. Không chỉ vậy, nàng còn muốn nói về những điều ngược đời, chớ trêu, điên đảo, đúng sai, thật giả lẫn lộn mà nàng đã chứng kiến và trải qua, và đồng thời bộc lộ sự bế tắc, mất phương hướng của mình vậy là vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành việc đi tìm hiểu về nhân vật súy vân khi đọc một kịch bản trèo các em phải thật chú ý vào những lời hát những lời nói và hành động của nhân vật để có thể nhận ra nhân vật trèo là người như thế nào và muốn bộc lộ những tâm trạng cảm xúc gì qua những lời hát những điệu múa của mình vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết để cùng nhau đi tổng kết lại những nội dung quan trọng trong bài học Trước hết về nội dung thì văn bản này đã khắc họa được nhân vật Xúy Vân là hiện thân của số phận bi kịch bị răng xé giữa khát vọng tình yêu và hạnh phúc của người phụ nữ trong chế độ xưa. Xúy Vân là người phụ nữ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Còn về nghệ thuật, để có thể diễn đạt được nội dung vô cùng giá trị, thì tác phẩm này đã có sự đan xen phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa nói và hát. Ngôn ngữ thì đa thanh, đa nghĩa và có cách nói ví von giàu tính trữ tình thông qua những hình ảnh ẩn dụ. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành việc đi tìm hiểu những nội dung quan trọng và cơ bản nhất của trích đoạn trèo suy vân giả dại. Cô hy vọng qua bài học này các em đã phần nào có được cái nhìn về trèo, một thể loại diễn sướng dân gian của dân tộc và bước đầu đã có thể đọc hiểu được một tác phẩm trèo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.